Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết là công an địa phương này đang tích cực truy tìm hung thủ sát hại cháu bé 5 tuổi nghi bị hiếp dâm. Sự việc xảy ra vào khuya ngày 17 tháng 4 ở một khu vực vắng vẻ tại thành phố Bà Rịa. Nạn nhân là một bé gái 5 tuổi trú tại khu phố 3, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 4, bé gái đang chơi ngoài sân khi bà ngoại gọi cháu vào ngủ nhưng không thấy cháu đâu nên gia đình tìm kiếm. Nghi có chuyện chẳng lành nên gia đình huy động hết tất cả mọi người đi khắp khu vực quanh nhà để tìm kiếm. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến khu vực bãi đất trống cạnh sân bóng đá cách nhà khoảng 300 m thì gia đình phát hiện bé nằm bất động, bị sùi bọt mép và trong tình trạng quần đã bị cởi, đắp lên người. Ngay sau đó gia đình đưa bé vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Theo nhận định ban đầu, bé gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước khi bị sát hại. Thưa quý vị và các bạn, sáng 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ Phạm Văn Dũng, sinh năm 1975, ngụ tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết chết bé gái 5 tuổi tại thành phố Bà Rịa. Nghi can là người cùng khu phố với gia đình của nạn nhân. Hiện các phòng nghiệp vụ đang lấy lời khai của nghi can và sẽ sớm công bố thông tin. Trước đó, ngày 18 tháng 4, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc một bé gái 5 tuổi tử vong, nghi vấn bị sát hại, có dấu hiệu xâm hại tình dục. Cơ quan điều tra cũng đã trích xuất một số camera khu vực để phục vụ điều tra. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin liên quan tới vụ việc bé gái 5 tuổi bị sát hại tại Bà Rịa Vũng Tàu mà chúng tôi đã đưa tin. Chiều nay ngày 19 tháng 4, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cung cấp những thông tin đầu tiên về việc bắt Phạm Văn Dũng, 46 tuổi, quê tại Hải Phòng để làm rõ về hành vi giết người và dấu hiệu tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vâng, và tại cơ quan điều tra thì Phạm Văn Dũng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan điều tra cho biết, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 17 tháng 4, Dũng đi dự đám dỗ ở một nhà người ở hàng xóm. Đến 20 giờ thì Dũng đi bộ về nhà và thấy nhà khóa cửa. Dũng biết vợ đi dự tiệc sinh nhật chưa về nên Dũng có dự định là đi bộ sang nhà mẹ vợ, nơi vợ đang dự tiệc sinh nhật ở phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Tuy nhiên trên đường về thì Dũng thấy bé gái đi theo sau nên đã nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu bé. Để thực hiện ý định đồi bại thì Dũng đứng đợi bé ở tại một sân bóng. Khi bé đến thì Dũng bế bé đến gò cát. Lúc này thì bé bị la lên. Dũng sợ có người phát hiện nên Dũng đã bóp cổ khiến em bé này tử vong. Chưa dừng lại ở đó, sau đó thì Dũng đã xâm hại tình dục bé rồi bỏ đi sang nhà mẹ vợ dự tiệc sinh nhật. Theo ông Vân, ông nội của cháu bé, đối tượng Dũng sống gần nhà bé và tối ngày hôm qua thì Dũng vẫn rất là điềm tĩnh, qua nhà chia buồn cùng gia đình và không có biểu hiện nào bất thường.